Nhà sản xuất phim sẽ khởi kiện Kiều Minh Tuấn và An Nguy công khai chuyện tình cảm. Bà Dung Bình Dương, nhà sản xuất Chú ơi đừng lấy mẹ con cho biết sẽ xem xét lại hợp đồng khởi kiện Kiều Minh Tuấn và An Nguy vì làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến phim. Trao đổi với báo, nhà sản xuất Dung Bình Dương của Chú ơi đừng lấy mẹ con khẳng định vụ lùm xùm Kiều Minh Tuấn và An Nguy nói yêu nhau đã khiến phim bị tẩy chay, làm ảnh hưởng nghiêm trọng với doanh thu phòng vé. Đứng trước nguy cơ lỗ nặng, bà Dung Bình Dương cho biết tổng đầu tư của Chú ơi đừng lấy mẹ con là 25 tỷ đồng và sau hơn một tuần công chiếu, phim mới thu được hơn 10 tỷ đồng. Theo nguồn tin riêng của báo, Chú ơi đừng lấy mẹ con thực tế được đầu tư khoảng 19 tỷ đồng và tính đến hết ngày 28 tháng 9 đạt doanh thu thấp hơn đáng kể so với con số 10 tỷ đồng. Tôi tin chắc Kiều Minh Tuấn và An Nguy không yêu nhau. Sau khi Kiều Minh Tuấn và An Nguy thừa nhận yêu nhau, rất nhiều khán giả nghi ngờ nhà sản xuất dùng chiêu trò để gây chú ý cho phim, chị phản hồi như thế nào. Tôi khẳng định chuyện Kiều Minh Tuấn và An Nguy công khai tình cảm thì ở vai trò nhà sản xuất tôi hoàn toàn không biết. Tôi cũng không hề yêu cầu họ dùng tình cảm để PR cho phim. Tôi là nhà sản xuất không chuyên nghiệp, những ngày phim chuẩn bị phát hành, tôi chỉ tập trung làm việc. Kiếm bản quyền phim, xin giấy phép phát hành, kiểm tra hình ảnh, xem phim đã đạt tiêu chuẩn không, tôi không có thời gian để nghĩ đến scandal. Từ trước đến nay tôi sản xuất phim chưa có lãi, tôi đem tiền để làm nghệ thuật, không dùng nghệ thuật để kiếm tiền. Với tôi bộ phim chỉ cần hòa vốn để có tiền làm tiếp phim khác là vui rồi. Để làm bộ phim gia đình như Chú ơi đừng lấy mẹ con, nhà sản xuất và đạo diễn đã rất quyết tâm. Thông điệp của phim là hạnh phúc phải biết chia sẻ yêu thương và được yêu thương. Theo tôi, Kiều Minh Tuấn An Nguy công khai tình cảm là nông nổi. Tôi tin rằng hai người này chắc không yêu nhau đâu. Đọc báo xong tôi rất sốc khi biết cả hai diễn viên trả lời như vậy. Chị đã nói gì với Kiều Minh Tuấn và An Nguy sau khi họ tuyên bố yêu nhau? Tôi gọi điện cho Kiều Minh Tuấn và An Nguy nhưng không ai nghe máy. Sau đó tôi gọi cho đạo diễn để chuyển lời đến họ. Tiếp đó tôi làm việc nhiều hơn với các Vượng. Trước đó có nhiều nguồn tin khiến tôi nghĩ rằng các Phượng dùng scandal Kiều Minh Tuấn và An Nguy để làm PR cho phim Mẹ Tuệ của cô ấy. Khi nói chuyện, các Phượng cho biết cũng hoàn toàn không biết việc này. Cô ấy khẳng định yêu Kiều Minh Tuấn và hai người không có chuyện gì, còn chuẩn bị đám cưới. Vì vậy, việc Kiều Minh Tuấn và An Nguy xác nhận yêu khiến tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi quay phim, Kiều Minh Tuấn An Nguy lạnh lùng, cãi nhau dữ lắm. Như vậy chị không tin Kiều Minh Tuấn An Nguy yêu nhau, việc họ thừa nhận tình yêu thực tế chỉ là chiêu trò PR cho phim. Kiều Minh Tuấn An Nguy có lỗi với khán giả, họ phát biểu mà không nghĩ đến công luận sẽ có nhiều luồng ý kiến. Dù tình cảm thật sự thì họ có thể lén lút chứ không nên thẳng thắn công khai như vậy. Khi đọc thông tin khán giả tẩy chay phim, tôi muốn gục ngã luôn. Vì thế nói nhà sản xuất dàn dựng là oan ức với tôi, thông điệp phim là mái ấm gia đình hạnh phúc, hàn gắn những đổ vỡ. Nếu dùng tình cảm người thứ ba phản cảm thế thì ngược hoàn toàn với thông điệp của phim. Trên phim trường mối quan hệ của Kiều Minh Tuấn và An Nguy như thế nào? Trong quá trình quay phim tôi thấy hai người đó lạnh lùng, cãi nhau dữ lắm chứ không thương nhau đâu. Mỗi khi ra đoàn mỗi người đều có quản lý đi cùng, riêng quản lý của An Nguy rất khó tính và bám sát cô ấy dữ lắm nên cả hai khó có điều kiện quen nhau. Scandal của hai diễn viên chính ảnh hưởng thế nào đến doanh thu phim? Scandal đó ảnh hưởng đến tình cảm của khán giả dành cho phim nên phim bị quay lưng. Với tình hình doanh thu như hiện nay thì phim chắc chắn lỗ. Sau khi phim chiếu xong có thể tôi sẽ kiện Kiều Minh Tuấn và An Nguy vì chuyện của họ mà nhà sản xuất bị mang tiếng là dùng scandal để PR, doanh thu bị ảnh hưởng. Nội dung trong hợp đồng với diễn viên là không lập gì ảnh hưởng đến bộ phim. Không bao giờ tôi hợp tác với hai diễn viên này nữa, cho dù vai diễn có hợp với họ như thế nào. Hai bạn đã không có trách nhiệm với bộ phim, tôi không ghét hai bạn, nhưng hai người đã gây cho tôi cú sốc quá lớn. Tôi không thể chấp nhận diễn viên vì tình cảm riêng tư mà ảnh hưởng lớn cho nhà sản xuất. Tới giờ hai bạn đó chưa bao giờ xin lỗi tôi. Đi cine tour, tôi chưa kịp hỏi thì các bạn đã trốn về hết rồi. Với loạt ảnh lỗi toàn diện này, Leo Ngân Anh lọt top Hoa hậu xấu nhất thế giới cũng không oan. Lọt top xấu nhất Leo Ngân Anh cần chăm chút lại ngoại hình, mang khuôn mặt sưng húp đi thi quốc tế dễ bị phản đối. Đăng quang ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Đại Dương 2017, nhưng Leo Ngân Anh đến nay vẫn chưa bao giờ được công chúng công nhận là một Hoa hậu thực sự. Hình ảnh đêm đăng quang của cô khiến nhiều người cho rằng Ngân Anh không đủ tầm để có thể trở thành một Hoa hậu. Thậm chí mới đây cô còn được xếp vào top Hoa hậu có ngoại hình kém sắc nhất thế giới.
Có lẽ Lê Âu Ngân Anh là hoa hậu khiến cư dân mạng Việt Nam cũng phải choáng váng nhất trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp. Không những ngoại hình kém xinh, phần ứng xử của cô trong đêm chung kết cũng khiến nhiều người cảm thấy thắc mắc tại sao lại đoạt giải cao nhất. Lê Âu Ngân Anh hiện tại đang gấp rút chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Thế giới 2018 tại Thái Lan vào tháng 12. Nhưng gương mặt cô vẫn luôn sưng húp, khác hẳn với hình ảnh tự up lên Facebook, khiến nhiều người lo lắng đi thi quốc tế sẽ làm xấu mặt đại diện Việt Nam. Sau khi đăng quang, các hình ảnh cũ với ngoại hình không được hấp dẫn của cô được cư dân mạng đào mộ hết lên. Bức ảnh được cho là của Lê Âu Ngân Anh còn là học sinh, quả thật khác xa với hình ảnh hiện tại. Tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp nhưng nhan sắc của Ngân Anh chưa bao giờ nổi bật. Gương mặt sưng húp của hoa hậu luôn là đề tài bàn tán rơm rạ của mọi người. Tuy nhiên, Lê Âu Ngân Anh rất tự tin vào ngoại hình hiện tại của mình. Còn cư dân mạng thì vẫn rất khó khăn để nhìn gương mặt cô Ngân Anh. Có thời gian hình ảnh Ngân Anh được lan truyền, trong mặt đã bớt sợ nhưng đêm chung kết Hoa hậu Đại Dương nhưng đôi môi vẫn tều như ngày nào. Hải Băng khoe con trai giống Thành Đạt như hai giọt nước, fan hào hứng khẳng định đúng là bản sao hoàn hảo. Hình ảnh con trai Hải Băng cười rạng rỡ giống y hệt Thành Đạt lúc nhỏ khiến ai nấy không khỏi thích thú. Tháng 7 vừa qua, Hải Băng Thành Đạt đã chào đón nhóc tỳ thứ hai của mình. Trái với những cặp đôi khác, cả hai rất thoải mái trong việc chia sẻ hình ảnh bé lên mạng xã hội. Dù còn khá nhỏ, nhưng hầu hết người hâm mộ cho rằng con trai Thành Đạt và Hải Băng thừa hưởng rất nhiều nét đẹp từ bố mẹ. Mới đây nhất, Hải Băng tiếp tục gây chú ý khi so sánh ảnh hồi nhỏ của Thành Đạt với con trai. Cùng đôi mắt hiếp và nụ cười rạng rỡ, ai nấy đều nhận định đây là bản sao vô cùng hoàn hảo của Thành Đạt và không giấu nổi sự thích thú. Nhiều người còn tỏ ra khó khăn trong việc phân biệt đâu là Thành Đạt lúc nhỏ và đâu là con trai của anh. Nhóc tỳ thứ hai nhà Thành Đạt Hải Băng thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ. Sau khi công khai tình cảm với Thành Đạt, Hải Băng nhận phải không ít lời chỉ trích vì nhiều người cho rằng cô chính là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân giữa Thành Đạt và Diệp Bảo Ngọc tan vỡ. Bất chấp dư luận, Hải Băng vẫn rất hạnh phúc và hạ sinh cho Thành Đạt, một bé gái kháu khỉnh vào đầu năm 2017. Hơn một năm sau, nhóc tỳ thứ hai ra đời như minh chứng rõ ràng nhất cho tình cảm của cặp đôi này. Uy quyền ngầm của danh hài Hoài Linh. Vị trí đàn anh bất khả xâm phạm của Hoài Linh không cần bất kỳ tranh đấu bon chen nào bởi nó được Hoài Linh xây dựng bằng những điều hoàn toàn khác. Thời gian này Hoài Linh ít xuất hiện hơn trước, không còn phủ sóng mọi kênh truyền hình, không còn chiếm lĩnh mọi game show, chương trình truyền hình thực tế. Anh bốn có lẽ đã có thể tạm cho mình chút thời gian nhẹ nhàng sau chuỗi ngày làm việc đầy mỏi mệt. Ai cũng biết nguyện ước cả đời của danh hài là căn nhà thờ tổ đã trở thành hiện thực. Hoài Linh không còn phải căng sức trên mọi lĩnh vực để kiếm tiền như chính anh từng thổ lộ. Có điều ngay cả khi ngôi sao làng hài lặng lẽ hơn, thu mình hơn thì ảnh hưởng cũng như sức nặng của Hoài Linh vẫn chẳng vì thế mà giảm sút. Hoài Linh sở hữu tầm ảnh hưởng ít ai bì kịp. Khoảng thời gian vài năm trước khi nhà thờ tổ được hoàn thành là lúc Hoài Linh gồng mình hết cỡ, xuất hiện cùng lúc ở cả chục game show, chương trình giải trí. Đã có thời điểm người ta bật kênh nào cũng thấy Hoài Linh. Từ đài trung ương cho tới các tỉnh thành, từ vai trò giám khảo cho tới MC khách mời, Hoài Linh có tầm phủ sóng vượt trội mọi ngôi sao giải trí. Giá cách xê đồn đại cao chất ngất của Hoài Linh cũng không thể cản mọi nhà sản xuất muốn có cái gật đầu của Hoài Linh. Dù như anh từng thẳng thắn nói, làm việc để kiếm tiền, nhưng chẳng ai có thể phủ nhận sức hút quá kinh khủng từ thương hiệu Hoài Linh. Dân trong nghề từng tiết lộ, những thông tin đại loại, chương trình nào có Hoài Linh góp mặt là gần như thắng chắc. Ngoài sự duyên dáng ít ai bì kịp thì lượng fan khổng lồ của danh hài cũng là bảo chứng cho thành công của mọi chương trình. Không nhiều nghệ sĩ được lòng đám đông như Hoài Linh và chuyện một ngôi sao cùng lúc lên sóng vài ba chương trình giải trí, phượng anh khách gần như là điều ít thấy. Chính bởi những lý do đó, lời xì xầm về uy quyền của Hoài Linh bắt đầu được người ta bàn tán. Quả thật, với vị trí của một ngôi sao chủ bài, không khó để tưởng tượng ra tầm ảnh hưởng của Hoài Linh ghê gớm ra sao. Không chỉ với nhà sản xuất, bầu show, tầm ảnh hưởng của Hoài Linh còn phủ sóng mọi ngõ ngách showbiz. Mọi lời nhờ vả của anh có thể đem lại cơ hội trong mơ cho một nghệ sĩ. Một cuộc điện thoại của Hoài Linh có thể giải quyết những vấn đề nan giải trong showbiz. Đó không chỉ là những tin đồn mà hoàn toàn có khả năng xảy ra ngoài đời thật. Đại ca không cần tranh đấu của showbiz Việt. Có điều tầm ảnh hưởng không phải điều duy nhất làm nên một anh bốn đầy uy vọng của làng giải trí. Bằng chứng là tới tận khi Hoài Linh giảm bớt công việc, show diễn, lặng lẽ hơn với những công việc tâm linh, thì vị trí độc nhất vô nhị của anh vẫn chẳng hề lay chuyển.
Hãy nhìn lễ giỗ tổ quy tụ gần hết những ngôi sao showbiz của Hoài Linh, người ta sẽ hiểu vị trí của nam danh hài đáng nể tới nhường nào. Có thể nói ngoài Hoài Linh, không một nghệ sĩ nào trong giới có đủ uy tín để đứng ra tổ chức ngày lễ hoành tráng và đủ đầy tới thế. Mỗi nhà hát, mỗi sân khấu đều có lễ riêng gửi tới tổ nghiệp, nhưng chỉ nhà thờ tổ của Hoài Linh được xem như điểm đến chung của giới nghệ sĩ của làng giải trí. Làm được điều đó không chỉ cần tới quyền lực, mà phải cần tới cái tâm và cái danh cỡ Hoài Linh. Đã từ rất lâu người ta mặc định Hoài Linh là anh cả của làng giải trí. Anh cả cũng đồng nghiệp với việc anh không có đối thủ và gần như không cần tranh đấu, bon chen với bất cứ ai. Trong suốt cả sự nghiệp của mình, Hoài Linh cũng gần như không bất cứ ồn ào nào liên quan tới những điều tương tự. Thời điểm đứng trên đỉnh cao nhất của danh vọng, Hoài Linh lại càng không có lý do để chèn ép tranh đấu cùng ai. Ngược lại, điều anh phát tâm làm chỉ là xây dựng điểm tựa tinh thần, tâm linh cho mọi anh chị em nghệ sĩ. Từ đứng ra dàn xếp những vụ xích mích, giúp đỡ những nghệ sĩ khó khăn, cho tới kêu gọi nghệ sĩ xích lại gần nhau, những gì Hoài Linh làm đều không hề dính dáng tới chút quyền lợi nào của riêng mình. Thậm chí tất cả các công trình khổng lồ như nhà thờ tổ cũng được anh dùng cả đời thực hiện chỉ vì mong nghệ sĩ có một chốn gửi gắm niềm tin. Chính bởi lý do đặc biệt đó nên Hoài Linh mới có thể sở hữu thứ vị trí không có đối thủ của làng giải trí. Làm gì có ai có thể thay thế Hoài Linh làm những công việc khó khăn kia. Mỗi lần xuất hiện, anh sẽ luôn là ngôi sao được trân trọng, được nể nang nhất, dù ở bất cứ đâu. Đặc biệt hơn, vị trí đó của Hoài Linh không thể bị lên xuống hoặc ảnh hưởng bởi tiếng tăm quyền lực. Những nghệ sĩ đàn em dù nổi tiếng, giàu ảnh hưởng tới đâu đi nữa, họ vẫn sẽ gọi Hoài Linh là anh bốn một cách chân thành. Ngay cả khi danh hài thu mình lại trước những ồn ào giải trí, thì sức nặng của cái tên Hoài Linh vẫn còn nguyên vẹn. Bởi Hoài Linh có thể trở thành anh lớn của đa số nghệ sĩ, không phải vì những ánh hào quang.